Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng sẽ được chia sẻ chủ đề cách sắp xếp hồ sơ khi đi phỏng vấn dành cho hồ sơ diện F4 anh chị em của công dân Mỹ, cũng như các câu hỏi phỏng vấn thường gặp dành cho diện hồ sơ này. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Việc sắp xếp hồ sơ phỏng vấn không bắt buộc phải theo khuôn mẫu nào, tùy vào cách sắp xếp của mỗi người, miễn sao hồ sơ được gọn gàng, ngăn nắp và thuận tiện cho chính mình. Để khi viên chức lãnh sự quán yêu cầu cung cấp loại giấy tờ nào, mình có thể đáp ứng ngay, tránh việc phải tìm giấy tờ sẽ mất thời gian của cả hai bên. Bên cạnh đó, việc sắp xếp hồ sơ gọn gàng sẽ gây ấn tượng tốt cho viên chức lãnh sự quán và cũng giúp cho mình tự tin hơn. Để lãnh sự quán dễ dàng hơn trong việc theo dõi hồ sơ giấy tờ của bạn, cần sắp xếp thành nhiều bộ khác nhau và phải theo thứ tự nhất định. Bộ 1, hộ chiếu và thư mời phỏng vấn, hay còn gọi bộ vào cổng, bao gồm một bản thư mời phỏng vấn, gia đình có bao nhiêu người thì chúng ta sẽ photo bấy nhiêu bản, một hình kích thước 5x5 nền trắng không đeo kính, một hộ chiếu bách bo, chúng ta sẽ kẹp hình vào bên trong hộ chiếu và cầm trên tay. Bộ 2, giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh ở Việt Nam, bản chính, bao gồm xác nhận vôm DS-260, hình visa 28 kích thước 5x5 nền trắng không đeo kính, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, lý lịch tư pháp 62, còn hạn ít nhất 6 tháng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu có, giấy ly hôn cuộc hôn nhân trước nếu có, giấy xác nhận cảnh sát bản chính và bản dịch tiếng Anh nếu có, giấy chấp thuận cho con định cư theo cha mẹ nếu có. Bộ 3, giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh ở Việt Nam, bản sao. Các loại giấy tờ có yêu cầu bản sao đương đơn sắp xếp tương tự như bản chính. Các bản dịch có thể kẹp chung với bản sao, bao gồm bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân in trên tờ giấy A4, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao giấy khai sinh, bản sao giấy đăng ký kết hôn, bản sao với tư pháp 62 còn hạn ít nhất 6 tháng, bản sao giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu có, bản sao giấy ly hôn cuộc hôn nhân trước nếu có, bản sao giấy xác nhận cảnh sát bản chính và bản dịch tiếng Anh nếu có, bản sao giấy chấp thuận cho con định cư theo cha mẹ nếu có. Bộ 4, hồ sơ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh ở Mỹ, bao gồm bản chính và bản sao form I-864 form bảo trợ tài chính và form I-864A form đồng bảo trợ tài chính. Số lượng bản sao tùy thuộc vào số người làm hồ sơ. Bộ hồ sơ khai thế mới nhất form 1040 và mẫu W-1099, giấy khai sinh người bảo lãnh bản chính, hộ chiếu Mỹ hoặc bằng quốc tịch của người bảo lãnh bản sao, thư cam kết bảo trợ tài chính. Bộ 5, hình ảnh gia đình, một tấm hình người bảo lãnh được chụp tại gia ở địa phương đang sống tại Mỹ hoặc cầm tờ báo Mỹ số mới nhất nếu người bảo lãnh cao tuổi, hình chụp với người bảo lãnh, hình chụp với gia đình. Tất cả các hình ảnh cần ghi chú thời gian rõ ràng và dán hình lên giấy A4. Mỗi tờ giấy A4 dán được 2 ảnh kẹp chung vào hồ sơ, đặc biệt không cho vào album để nộp. Bộ 6, bằng chứng gia đình, các loại giấy tờ chứng minh mối quan hệ, sổ hộ khẩu cũ, sổ gia đình công giáo, học bạ, bằng chứng về vé máy bay, thư từ, bill gửi tiền. Bộ 7, hồ sơ khám sức khỏe, chú ý mang đầy đủ kết quả khám sức khỏe của người được bảo lãnh. Sau khi đã sắp xếp theo thứ tự các loại giấy tờ trên, hãy dùng bì nút để đựng hồ sơ. Đến buổi phỏng vấn, hãy mang theo và chủ động cung cấp giấy tờ khi được yêu cầu. Có một điểm cần chú ý, bạn sẽ bị ngăn cách với phỏng vấn viên và chỉ có một cái khe nhỏ để đưa hồ sơ. Do vậy, cần phải sắp xếp thật gọn gàng. Chú ý khi phỏng vấn, hãy cung cấp hồ sơ nhanh nhất có thể, tránh tình trạng mất thời gian của bạn và phí lãnh sự. Những câu hỏi phỏng vấn thường gặp dành cho diện hồ sơ này. Trước khi vào phỏng vấn chính thức, sẽ gặp một nhân viên người Việt Nam ở vòng sơ vấn. Bạn sẽ được hỏi một số câu. 1. Ai bảo lãnh cho gia đình? 2. Gia đình có ai vào đảng không? 3. Gia đình có ai từng bị án tích không? 4. Gia đình có ai từng đi Mỹ chưa? 5. Gia đình có ai từng đi du lịch nước ngoài hơn 1 năm không? 6. Gia đình có ai từng ở nước ngoài trên 6 tháng không? 7. Gia đình có ai từng đi du học không? Vòng phỏng vấn chính thức, câu hỏi dành cho đương đơn chính gồm những câu hỏi bên dưới, cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo.
câu hỏi về mối quan hệ giữa đương đơn chính và những người đi cùng trong hồ sơ. Mời mọi người cùng tham khảo những trường hợp sau đây đã được phỏng vấn tại lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, qua video ngày hôm nay cũng giúp cho mọi người hình dung được cách sắp xếp hồ sơ khi đi phỏng vấn và những câu hỏi phỏng vấn thường gặp dành cho diện hồ sơ F4 này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông, để lại bình luận để Thắng hoàn thiện kênh hơn. Hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.